Blue Bunny, thỏ xanh TV. Ai đáng khen hơn? Thỏ anh và thỏ em sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ ở đầu thôn. Thỏ anh và thỏ em đều thương mẹ, ai cũng muốn được mẹ khen nhiều nhất. Một hôm mẹ bảo, thỏ anh đi hái cho mẹ ít nấm hương, còn thỏ em đi hái hoa về cho mẹ. Thỏ anh và thỏ em đồng thanh nói, dạ chúng con đi ngay. Thỏ em chạy vào rừng, thỏ em hái được một bó hoa to. Thỏ em vội chạy về đưa cho mẹ. Thỏ mẹ liền hỏi, con của mẹ ngoan quá, vậy trên đường đi con có gặp ai không? Thỏ em nói, con gặp bạn sóc đứng khóc bên gốc ổi, nhưng con sợ mẹ mong nên chạy về thật nhanh. Một lát sau, thỏ anh về mang theo một giỏ đầy nấm hương và nấm mèo. Thỏ anh bóc từ trong túi nấm hạt dẻ đưa cho thỏ em và nói, biết em thích ăn nên anh đem về cho em. Thỏ mẹ hỏi, sao con đi lâu vậy? Thỏ anh đáp, dạ con tìm giúp thím gà hoa mơ đứa con đi lạc ạ. À. Thỏ mẹ nói, các con rất ngoan và biết vâng lời mẹ, riêng thỏ anh đáng khen hơn vì đã biết giúp đỡ người khác. Thỏ em hiểu ra, làm việc tốt không phải chỉ để được khen mà trước hết là vì giúp ích được cho người khác. Nội dung làm video được dựa trên bộ sách Bé đọc truyện và tô màu. Mời các bạn nhấn đăng ký kênh và nút chuông để nhận thông báo các video mới nhất nha. Xin chào.